Thiên tử nên biết các tướng thì chẳng thể phá hoại các tướng chẳng thể biết rõ các tướng chẳng thể phá hoại vô tướng, các tướng chẳng thể biết rõ vô tướng chẳng thể phá hoại các tướng, vô tướng chẳng thể biết rõ các tướng chẳng thể phá hoại vô tướng chẳng thể biết rõ vô tướng. Vì sao? Vì hoặc tướng hoặc vô tướng, hoặc tướng vô tướng đều không sở hữu năng phá năng chi, sở phá sở chi, và sự phá sự biết chẳng thể nắm bắt được. Thiên tử nên biết các tướng như thế, chẳng phải sắc tạo ra, chẳng phải thọ tưởng hành thức tạo ra, chẳng phải nhãn xứ tạo ra, chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tạo ra, chẳng phải sắc xứ tạo ra, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ tạo ra, chẳng phải nhãn giới tạo ra, chẳng phải sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải nhĩ giới tạo ra, chẳng phải thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải tỷ giới tạo ra, chẳng phải hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải thiệt giới tạo ra, chẳng phải vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải thân giới tạo ra, chẳng phải xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải ý giới tạo ra, chẳng phải pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tạo ra, chẳng phải địa giới tạo ra, chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới tạo ra, chẳng phải vô minh tạo ra, chẳng phải hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não tạo ra, chẳng phải bố thí ba la mật đa tạo ra, chẳng phải tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tạo ra, chẳng phải pháp không nội tạo ra, chẳng phải pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tạo ra, chẳng phải chân như tạo ra, chẳng phải pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ tạo ra, chẳng phải thánh đế khổ tạo ra, chẳng phải thánh đế tập diệt đạo tạo ra, chẳng phải bốn tịnh lự tạo ra, chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc tạo ra, chẳng phải tám giải thoát tạo ra, chẳng phải tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ tạo ra, chẳng phải bốn niệm trụ tạo ra, chẳng phải bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tạo ra, chẳng phải pháp môn giải thoát không tạo ra, chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tạo ra, chẳng phải mười địa Bồ Tát tạo ra, chẳng phải năm loại mắt tạo ra, chẳng phải sáu phép thần thông tạo ra, chẳng phải mười lực Phật tạo ra, chẳng phải bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng tạo ra, chẳng phải pháp không quên mất tạo ra, chẳng phải tánh luôn luôn xả tạo ra, chẳng phải trí nhất thiết tạo ra, chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tạo ra, chẳng phải tất cả pháp môn Đà La Ni tạo ra, chẳng phải tất cả pháp môn Tam Ma Địa tạo ra, chẳng phải quả dự lưu tạo ra, chẳng phải quả nhất lai bất hoàn a la hán tạo ra, chẳng phải quả vị độc giác tạo ra, chẳng phải tất cả hạnh đại bồ tát tạo ra, chẳng phải quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tạo ra.